Thưa quý vị, chúng ta quay lại với câu chuyện của một bạn gửi đến từ Hậu Giang. Và chúng ta thấy rất rõ, chỉ một quan điểm, chỉ một suy nghĩ và thậm chí một câu nói rất ngắn gọn, đó là do anh bị tật rất nặng, bị tật vì rất yếu. Và do đó là hai đôi bạn này đã phải chờ đợi nhau đến 11 năm và chưa đến được với nhau. Chúng ta thấy là một cái sự ngăn cách rất là lớn đối với đôi bạn trong câu chuyện này. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của một bạn gái khác. Ngày ấy, anh đến với em bằng những buổi đón đưa tới lớp. Có hôm, anh ẵm em trên lầu 4 để thi hết môn. Nhưng đến nơi mới biết phòng thi chuyển lầu 2 mà em không rõ. Anh nhanh chóng quay lại lầu 2, tụi mình vừa mệt vừa đói, vì có kịp ăn sáng đâu. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, trên lưng, em thương anh, muốn chảy nước mắt. Lúc nghe lời tỏ tình của anh, em bối rối từ chối bằng đủ lý do. Xong anh vẫn điềm nhiên và nhẹ lời, nếu không có duyên làm chồng, anh xin làm bạn đồng hành cho đến khi nào. Em ngẩn ngơ trước cái tình anh dành cho em, và nhiều lần thắc mắc em có gì để anh yêu. Anh mỉm cười, chính vì không có gì anh mới yêu. Anh mong muốn tình yêu của hai đứa như tình cây và đất, cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng. Hai đứa thường xuyên đối mặt với sự phản đối kịch liệt của gia đình và những người xung quanh. Gia đình em ra sức bảo bọc người con khuyết tật rất kỹ, bảo bọc bằng tình thương đến lạ lùng. Tình thương đó như một định kiến hà khắc đã ăn mòn từ rất lâu về người khuyết tật. Không thể, người khuyết tật thì không thể tự nuôi sống bản thân và sẽ gia tăng gánh nặng cho gia đình nếu kết hôn và sinh con. Định kiến này càng gây cho em thêm nỗi mặc cảm tự ti, cơ hội đón nhận tình yêu của anh càng mong manh. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, em luôn thầm mong gia đình em hãy mở rộng vòng tay để cho em có được anh trong đời. Nhưng sự ngăn cấm của gia đình anh, của gia đình em gay gắt quá, dữ dội quá. Em khiếp sợ đến độ chẳng dám lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của mình. Nước mắt tràn mi mặn đắng, em mím môi cam chịu đến nhức nhối cả trái tim. Em thẩm thấu nỗi buồn, tủi phận, nào có dám cho anh biết sự tình. Em cô đơn trong chính tình thương của gia đình. Vì có mở lời cũng chẳng ai ủng hộ đứa con khuyết tật như em được yêu, thì nói chi đến kết hôn với người mình yêu. Em chênh vênh không định hướng, đối diện với người thân, em như một diễn viên trên sân khấu, cố gắng thể hiện là người con ngoan biết vâng lời, nhưng kỳ thật bên trong em là chuỗi ngày khao khát đấu tranh để chọn một trong hai, tình yêu hay gia đình. Cõi lòng tan nát. Thưa quý vị, chúng ta cùng cảm thông với những cặp tình duyên không trọn vẹn. Ở đây thì chúng ta cũng không muốn và dám đổ lỗi cho ai nữa, nhưng cũng thật có quá nhiều nguyên nhân xảy ra, có nguyên nhân từ chính chúng ta và cũng từ xã hội. Hôm nay trong không khí ấm cúng này, quý vị và chúng tôi, tất cả chúng ta cùng chúc cho các bạn ấy gặp nhiều may mắn hơn, nhiều can đảm hơn, và hy vọng các rào cản từ xã hội và gia đình sẽ dần bớt lại. Những nhận thức từ xã hội về người khuyết tật sẽ tiến bộ hơn, để những trái tim yêu thương đến được với nhau. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ ý nghĩa hơn nhiều, bởi vì chúng ta sống hơn mọi thứ trên đời là để yêu thương, để tìm hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Thưa quý vị, qua những câu chuyện trên thì chúng ta thấy khuyết tật, rào cản, sự ngăn cản đến từ gia đình của người không khuyết tật. Và qua câu chuyện vừa rồi,
chúng ta thấy chính người khuyết tật khi đã vượt qua được rào cản của bản thân nhưng vẫn gặp phải rào cản từ chính từ phía gia đình của mình. Và chính điều này, chính sự quyết liệt phản đối từ phía gia đình và cách nhìn phân biệt của xã hội đã ngăn cản quyền được yêu của người khuyết tật. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một lá thư sống sẽ kể về những tranh đấu như những cảm xúc của anh khi vượt qua được những bức tường đứng trước tiếng nói của trái tim anh. À, chúng tôi xin giới thiệu anh Lê Văn Trường ạ. Anh đang làm công ty phần mềm và truyền thông VAS Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh Trường ạ. Dạ, anh Trường ơi, em thì đã biết anh lâu rồi và cũng đã dõi theo truyền tình của anh khá là lâu. Nhưng mà hôm nay có đầy đủ khán giả thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả về những khó khăn, những thách thức mà anh được vượt qua để giành lấy hạnh phúc cho mình không ạ? Xin cảm ơn cử, cảm ơn, xin chào tất cả các cô bác, anh chị ở đây. Hôm nay tôi mới biết là cuộc tình của tôi bị một người theo dõi. Và tôi không biết là cử có chia sẻ được với ai hay không, tôi cũng không biết nữa. Chuyện tình của mình nó kéo dài cho tới từ ngày mình ngỏ lời với cô ấy cho tới khi mà mình cưới được cô ấy thì cũng gần 6 năm. Và trong 6 năm đó thì thật sự ra cũng rất là nhiều sóng gió nó xảy ra. Và như các bạn biết, khi mà một người bình thường yêu một người bình thường đôi khi cũng là đã khó, chứ không phải là một người khuyết tật như bản thân mình mà đi yêu một người bình thường thì nó càng rất là khó khăn. Và các bạn biết là khi mà mình hòa nhập vào cuộc sống, cái định kiến của xã hội đã rất là khó khăn rồi thì khi yêu nó càng còn khó gấp bội. Và hôm trước cũng có một cái bạn ở DID, không biết là cũng gặp tình yêu trắc trở gì đó với một người bình thường thì cũng tìm mình để hỏi mà mình cũng chưa có thời gian để chia sẻ với bạn ấy. Và thực sự là cái tình yêu của mình kéo dài 6 năm trời và trải qua rất là nhiều sóng gió. Và có những lúc mà mình tưởng chừng như mình quyết tâm là mình nói với cô ấy rằng chắc có lẽ chúng ta phải chia tay thôi. Vì thực sự ra cái định kiến của gia đình cô ấy và định kiến của xã hội dành cũng khá là khắc nghiệt. Có những lúc mà trước mặt mình á, thì họ vui vẻ, họ động viên, nhưng mà sau đó thì họ có những cái chia sẻ riêng với cô ấy là gặp những cái khó khăn như thế này, gặp những khó khăn như thế kia, em có chịu chấp nhận được hay không? Thì mình cũng rất là, mình nghĩ lại bản thân mình không có quyền để bắt cô ấy phải theo mình và phải thực hiện những cái việc mà dành tình yêu và hy sinh cho mình. Và đôi khi bản thân mình cảm thấy đôi khi mình phải rút lui. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì thực sự hôm nay thì cái kết quả tình yêu của mình là từ đầu năm cho tới bây giờ thì con gái của mình vừa được hơn 2 tháng. Có được cái kết quả đấy thì thực sự là mình phải nói là người phụ nữ mà người bạn gái của mình trước đây và bây giờ người vợ của mình thật là tuyệt vời. Cô ấy đã có một cái bản lĩnh, một cái sự kiên trì và một cái sự hy sinh và một tình yêu rất là mãnh liệt. Có những lúc mình đã lên tiếng xua đuổi cô ấy để cô ấy ghét mình đi, để mà tránh xa mình đi, để cho đời cô ấy bớt khổ. Nhưng mà có lẽ cô ấy bảo là nếu như không yêu được anh, em sẽ càng khổ hơn nhiều khi cái việc những như thế này. Anh Trường ơi, em hơi tò mò một tí là không biết là lúc mà anh quen chị á thì anh có gặp khó khăn gì không ạ? Đặc biệt là lúc mà ngỏ lời yêu. Thực sự ra đôi khi mình cũng không biết nữa, mà giống như thực sự ra trong tình yêu mà là một người con trai á, mà tỏ tình với một người con gái đôi khi nó phải có cái chiêu, chứ không phải là bảo là cứ thấy cô đó dễ thương hay cô đó có cảm tình với mình cứ sáp nhảy vào cô yêu tôi hay không rồi sau đó là ăn cái tát liền, đúng không? Nhưng em có thể chia sẻ một những cái chiêu của em được không ạ? Thì thật ra cái này á, mình nói cái chiêu thì nó hơi quá, nhưng mà cái sự chân thành của mình trong cuộc sống thì đó là một cái chiêu thực sự rất là lớn. Thì mình quen cô ấy trong một lớp học ngoại ngữ. Lúc đó vì thật sự ra
mình đi làm buổi tối mình nói là thôi chẳng làm gì mà ở nhà không thì bạn bè rủ đi chơi cũng hết ngày, thôi cứ đi học, học được chừng nào thì học, học không được thì vô bên này nó ra tay khác cũng được. Thì mình đi vào thì lúc đó là người bạn gái của mình á là làm ghi danh trong một cái lớp ngoại ngữ cho bạn gái của mình. Bạn gái của mình lúc đó là học sinh viên ngoại ngữ của trường Nhân Văn, thì đi làm buổi tối đi ghi danh cho một cái thầy dạy có một cái lớp riêng. Thì mình đi học, mình thì là được đặt cấp trong cái lớp cái thầy á, của thầy đấy, thì không phải đóng tiền gì cả, cứ vào là thầy giới thiệu rồi thầy cho ngồi học rồi đấy. Thì thầy mới dắt xuống, thầy bảo là với bạn gái của mình là cái anh này là học trò cũ của thầy, con đừng có con ghi danh nhận, cứ để cho anh đi học. Thì một lúc nào đó thì mình cứ thấy cổ làm vất vả thì mình xuống mình phụ. Thì hồi hai anh em dần dần quen với nhau thì nói chuyện với nhau, thì không biết là một lúc nào đó cô cảm tình với mình rồi nào, mình cũng cảm nhận được thôi chứ cũng không thấy nữa. Và một bữa nào đó thì tự nhiên mình ngồi mình rủ rỉ gì đấy xong rồi, và đương nhiên con gái mà lúc đầu thì nói thì cũng từ chối thôi, bảo là để em suy nghĩ lại. Thì mình nói là em muốn suy nghĩ, còn anh thì anh nói là anh nói rồi đó. Thì vậy là một trong những cái chiêu là rù rì phải không ạ? Rù rì, dạ. Và đến một lúc nào đó thì tự nhiên cô gật đầu, cô nói là như vậy đấy, em chấp nhận yêu anh. Và lúc đó mình nói là bây giờ thực sự lúc đó mình không còn đường lui nữa rồi. À, có nghĩa là anh có quan sát qua nhiều dấu hiệu rồi anh mới ngỏ lời yêu đúng không ạ? Chứ gì nữa, bây giờ giả sử như một người bình thường mà đi tỏ tình với một cô gái mà nếu không quan sát kỹ mà vô vập chắc cũng ăn cái tát, cũng gì là mình đúng không?